VinFast đoạt giải hãng xe có cam kết cao về an toàn Asian NCAP. Ngày 16 tháng 2 năm 2021, chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á Asian NCAP đã trao giải hãng xe mới có cam kết cao về an toàn cho VinFast. Với cả 3 dòng xe đều đạt được chứng nhận 4 và 5 sao, VinFast cũng là thương hiệu duy nhất tại khu vực được xướng tên ở danh hiệu này. Asian NCAP Grand Prix Awards là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần bởi chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á từ năm 2014 nhằm vinh danh các nhà sản xuất ô tô có thành tích xuất sắc về an toàn. Đây là sự kiện uy tín, thu hút tất cả các thương hiệu ô tô đang hoạt động trong khu vực với 16 giải được trao theo 2 hạng mục. Trong đó Excellence Award là hạng mục vinh danh các sản phẩm thương hiệu tổ chức cá nhân có đóng góp lớn cho việc cải thiện mức độ an toàn của các phương tiện giao thông tại khu vực Đông Nam Á, gồm 12 giải. Best Safety Performance Award là hạng mục dành cho các mẫu xe có điểm an toàn cao nhất với 4 giải. Giải thưởng hãng xe mới có cam kết cao về an toàn New Manufacturer Safety Commitment thuộc hạng mục Excellence Award được Asian NCAP trao cho nhà sản xuất xe mới có danh mục sản phẩm đạt chứng nhận an toàn từ mức 4 sao trở lên. Với tất cả các dòng xe đang có đều đạt được chứng nhận trên 4 sao, Lux A2.0 và Lux SA2.0 đạt chứng nhận an toàn 5 sao, VinFast Fadil đạt chứng nhận an toàn 4 sao. VinFast tự hào là thương hiệu duy nhất đến nay được Asian NCAP trao giải thưởng này. Chia sẻ về lý do VinFast đạt được giải, đại diện của Asian NCAP cho biết rằng dù là hãng xe mới nhưng VinFast đã đưa tiêu chí an toàn lên thành ưu tiên cao nhất và đầu tư nghiêm túc để trang bị những tính năng bảo vệ vượt trội tới tất cả các dòng xe của mình. Sự công nhận của tổ chức đánh giá xe uy tín nhất khu vực thêm một lần nữa khẳng định mạnh mẽ về chất lượng và độ an toàn của xe VinFast theo tiêu chuẩn quốc tế. Tại Việt Nam, VinFast cũng là một trong số rất ít các thương hiệu ô tô sở hữu danh mục sản phẩm với 100% đạt chứng nhận an toàn ở mức cao của Asian NCAP, khẳng định được độ tin cậy và khả năng bảo vệ khách hàng vượt trội của hãng này. Ông Kevin Yardley, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Nghiên cứu và Phát triển của VinFast, chia sẻ rằng với tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu, VinFast đã đầu tư lớn, nghiêm túc và dài hạn cho nghiên cứu và phát triển. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến những sản phẩm ô tô thông minh, an toàn và tiện ích nhằm góp phần nâng cao trải nghiệm cho khách hàng tại tất cả các thị trường mà VinFast tham gia. Trước đó thì VinFast đã chính thức công bố chiến lược trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu và giới thiệu ra 3 dòng ô tô SUV điện thông minh đầu tiên có khả năng tự hành ở cấp độ 2, 3. Cả 3 dòng xe cũng được các tổ chức đánh giá xe hàng đầu trên thế giới như NHTSA, Bắc Mỹ, Euro NCAP, Châu Âu, Asian NCAP, Đông Nam Á kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn ở mức cao nhất trước khi chính thức bán ra vào các năm 2021 và 2022. Và sau đây là một số thông tin về Asian NCAP. Asian NCAP là chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á, được thành lập ngày 7 tháng 12 năm 2011, trụ sở tại Selangor, Malaysia và là thành viên của hệ thống NCAP toàn cầu. Chứng nhận Asian NCAP được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới và trở thành tiêu chuẩn bắt buộc tại một số quốc gia trong khu vực. Asian NCAP hoạt động hoàn toàn độc lập và công khai với 90% chi phí được tài trợ bởi NCAP toàn cầu. Các bài đánh giá của Asian NCAP tuân thủ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống NCAP thế giới, đảm bảo được tính khách quan và chuẩn xác tối đa. Thông tin về các mẫu xe được kiểm định bởi Asian NCAP đều được công bố rộng rãi trên website của tổ chức này tại địa chỉ www.asiannccap.org. Trung nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ chính thức nhảy vào bất động sản. Sau khi công bố đầu tư và khởi công dự án vào năm 2017, tập đoàn Trung Nguyên Legend lần lượt khai trương các công trình thành phần. Khoảng đầu năm 2017, tập đoàn Trung Nguyên Legend công bố đầu tư khu đô thị chuẩn mực tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Vào sáng ngày 15 tháng 1, 2021, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã khai trương phòng trưng bày bán hàng nhằm chia sẻ thông tin về dự án thành phố cà phê theo cổng thông tin điện tử Đắk Lắk. Dự án này có quy mô 45,45 ha, tọa lạc ở trung tâm thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, được Trung Nguyên Legend đầu tư và chính thức khởi công xây dựng vào tháng 1 2017. Một năm sau ngày khởi công, dự án đã hoàn thành toàn bộ cơ sở hạ tầng và công trình kiến trúc bảo tàng thế giới cà phê thuộc dự án được đánh giá là biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam. 2 năm đi vào hoạt động, bảo tàng này đã đón 1 triệu lượt khách tham quan đến từ hơn 20 quốc gia khác nhau. Bên cạnh 320 căn nhà liền kề và 232 căn thương mại liền kề, dự án còn có các tiện ích như vườn thiền, khu tập golf, yoga, gym, bắn cung
và một số công trình giáo dục khác như trường mầm non Yêu Thương, La Vinh, trường tiểu học Hạnh Phúc, Happy. Trong đó, sản phẩm nhà liên kề Telsa có diện tích 105-165m2 mỗi căn, còn nhà thương mại liền kề Cantata có diện tích 110-160m2 mỗi căn. Ngày 23 tháng 1 2021, Trung Nguyên Legend cũng khai trương một số công trình của dự án Jane Garden có quy mô 9.000m2, bao gồm hai khu là vườn nhiệt đới và vườn thiền. Thành phố cà phê là dự án đầu tay và tâm huyết của vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ. Trong tương lai, điểm nhấn của dự án tập trung vào việc tạo dựng nên những công trình biểu tượng đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm thu hút đầu tư và khách du lịch. Trước đó, vào giữa năm 2020, tập đoàn Trung Nguyên đã có những bước đi mới khi chính thức đưa sản phẩm lên hai sàn thương mại điện tử là Amazon và Alibaba sau 25 năm các sản phẩm này có mặt tại Việt Nam. Cùng thời điểm này, Trung Nguyên cũng công bố phiên bản mới cho mô hình nhượng quyền eCoffee tại thành phố Hồ Chí Minh, được đặt tại một trung tâm mua sắm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình này tập trung vào khách hàng cao cấp hơn, cho khách hàng trải nghiệm mua sắm các sản phẩm đang có trên thị trường, bao gồm cả trang thiết bị, dụng cụ pha chế cà phê. Những cuộc lột xác mới của tập đoàn Trung Nguyên đã cho thấy doanh nghiệp ngày càng tiến sát hơn đến mục tiêu mở rộng chuỗi và định vị thương hiệu cà phê Trung Nguyên trên toàn cầu, như những gì mà vị chủ tịch của tập đoàn này, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng chia sẻ. Korea Times, LG Electronics thất bại trong việc bán mảng di động cho Vingroup. Theo Korea Times, nỗ lực gần đây của LG Electronics trong việc bán nhà máy điện thoại di động cho tập đoàn Vingroup Việt Nam đã thất bại. Nguyên nhân đến từ đề nghị của Vingroup thấp hơn so với mức mong muốn của tập đoàn Hàn Quốc, nguồn tin cấp cao trong ngành cho biết. LG đã đàm phán với Vingroup để bán các cơ sở sản xuất điện thoại thông minh tại Việt Nam và Brazil. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận gần đây đã thất bại, phần lớn do mức chênh lệch giá hai bên đưa ra. Do tình hình kinh doanh thua lỗ trong những năm gần đây, LG đã đẩy mạnh việc bán mảng kinh doanh điện thoại di động để tập trung vào các lĩnh vực khác như linh kiện xe điện. Sau thông báo, Vingroup nổi lên như một ứng cử viên phù hợp cho việc đạt được thỏa thuận, khi công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam đang tìm cách mở rộng sang các ngành công nghệ cao. Nguồn tin của Korea Times cho biết, sẽ không có thêm cuộc đàm phán nào giữa Vingroup và LG. Công ty Hàn Quốc sẽ chuyển sang tìm kiếm người mua mới. Ngoài ra, dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh của LG tại Việt Nam và Brazil có thể được tái thiết kế để sản xuất thiết bị gia dụng, ông nói thêm. Tuy nhiên, LG Electronics vẫn không từ bỏ kế hoạch bán bớt nhà máy trong khi vẫn giữ nguyên quyền sở hữu trí tuệ về công nghệ di động và thiết kế sản phẩm. Quan chức này lưu ý, để giảm thiểu tác động do tái cơ cấu tổ chức, nhân viên làm việc cho bộ phận điện thoại di động của hãng sẽ được phân bổ lại cho các bộ phận khác. Về vấn đề này, một đại diện của LG Electronics nhắc lại rằng công ty đang để ngỏ mọi khả năng cho việc kinh doanh di động. LG Electronics bắt đầu ý định rút lui khỏi mảng kinh doanh điện thoại di động cách đây một tháng sau khi giám đốc điều hành Ron Bonshaw nói rằng sẽ có một sự thay đổi đáng kể trong hoạt động. Công ty cũng được cho là đã loại bỏ kế hoạch phát hành một chiếc điện thoại thông minh có khả năng cuộn đã giới thiệu tại triển lãm điện tử tiêu dùng vào tháng 1. Một đơn vị truyền thông địa phương đưa tin rằng LG đã thông tin đến các nhà cung cấp linh kiện, bao gồm cả nhà sản xuất màn hình Trung Quốc BOE tạm dừng phát triển dự án điện thoại mới nhất. LG Electronics đã nỗ lực nhiều lần trong việc vực dậy hoạt động kinh doanh thua lỗ bằng các cơ cấu lại các dòng sản phẩm, tăng nhanh việc thuê ngoài và phát hành các dòng điện thoại thông minh kiểu dáng khác nhau. Tuy nhiên, mảng kinh doanh truyền thông di động đã lỗ hoạt động trong 24 quý liên tiếp kể từ năm 2015, lũy kế 4,5 tỷ USD. Trong khi khó khăn với kinh doanh điện thoại thông minh, LG đã và đang dần mở rộng sự hiện diện của mình trong các lĩnh vực mới nổi như xe điện và linh kiện xe hơi. Tháng 12 năm ngoái, công ty thông báo việc thành lập liên doanh với nhà sản xuất phụ tùng ô tô Magna International để sản xuất động cơ điện. Brand Finance, Viettel là top 500 thương hiệu mạnh nhất thế giới, được định giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Brand Finance, công ty định giá thương hiệu hàng đầu trên thế giới, đã công bố Viettel được định giá 6,016 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 3,4% so với năm 2020 trong bảng xếp hạng 500 thương hiệu có giá trị nhất thế giới 2021. Viettel là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nằm trong top 500 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu và tiếp tục là thương hiệu Việt Nam duy nhất nằm trong danh sách này. Thương hiệu Viettel xếp thứ 325 trên thế giới, tăng 32 bậc so với năm trước đó, đồng thời cũng là thương hiệu viễn thông duy nhất tại Đông Nam Á có mặt trong bảng xếp hạng này. Theo báo cáo của Brand Finance, có tổng cộng 34 thương hiệu viễn thông lọt vào top 500, tuy nhiên thì hầu hết các thương hiệu thế giới đều có mức giảm giá trị trung bình là -2%. Viettel xếp hạng trên nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như Nescafe của Thụy Sĩ, Qualcomm của Mỹ, Spotify Thụy Điển, Lenovo Trung Quốc, Claro Mexico.
giá trị thương hiệu của Viettel đã tăng lên gấp đôi kể từ khi quyết định chuyển dịch từ một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông sang trở thành một doanh nghiệp tiên phong, chủ lực, kiến tạo xã hội số vào năm 2018. Báo cáo của Brand Finance được thực hiện trên 14 lĩnh vực tại 30 quốc gia với quy mô mẫu trên nhận thức thương hiệu của người tiêu dùng là của trên 500 thương hiệu. Ngoài ra, sức mạnh thương hiệu được tính dựa trên hiệu quả của hiệu suất thương hiệu về các biện pháp vô hình so với các đối thủ cạnh tranh. Hàng năm thì Brand Finance sẽ định giá lại các thương hiệu trên toàn cầu dựa trên hiệu quả của hiệu suất thương hiệu về các biện pháp vô hình so với các đối thủ cạnh tranh. Bia Việt Nam đầu tiên mang tên Hoàng Sa, Trường Sa. Trên vỏ chai có bảng lệnh của vua Gia Long. Nhật Bản có bia Sapporo và Kirin gắn với hai hòn đảo nổi tiếng. Trung Quốc cũng có bia Tsingtao, Thanh Đảo. Vậy tại sao Việt Nam không có bia mang tên Hoàng Sa và Trường Sa? Một nhà sản xuất bia thủ công ở Việt Nam đã đặt ra câu hỏi như vậy. Và sau một khoảng thời gian nung nấu, tìm hiểu, công ty trách nhiệm hữu hạn Sifaro Premium Beer của ông đã cho ra đời loại bia mang tên Trường Sa, Hoàng Sa. Chia sẻ, ông Trần Song Hải, giám đốc của Sifaro Premium Beer cho biết rằng đề bài tìm ra loại bia phù hợp với văn hóa, ẩm thực của người Việt vừa dung hòa được ẩm thực phương Tây là quá trình không hề dễ. Các chuyên gia người Đức đã bắt tay làm được điều ấy sau 7 tháng ấp ủ với 5 mẻ thử khác nhau để cuối cùng cho ra được hương vị bia phù hợp với số đông người Việt mang tên bia thủ công Hoàng Sa Special và Trường Sa Special. Bia sử dụng lúa mạch và hoa bia từ bang Bavaria, Đức. Do được sản xuất phục vụ cho người Việt nên hương vị bia được điều chỉnh để làm sao phù hợp với các món ăn thuần Việt, thịt gia cầm và hải sản. Ông Trần Song Hải đã chia sẻ trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn như sau. Câu chuyện ở đây không đơn thuần là bia mà là thông điệp. Hai quần đảo của chúng ta thấm vào máu thịt của từng người và là biểu tượng rất thiêng liêng. Chính vì vậy nên tôi lấy tên hai quần đảo này đặt cho hai sản phẩm bia và không ngờ được mọi người ủng hộ vậy. Đáng chú ý, Sifaro Premium Beer đầu tư vào nhãn và bao bì để sau khi uống, mọi người có thể lưu giữ những chiếc chai bia này để làm kỷ niệm. Trên chai bia còn là câu chuyện về lịch sử của Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Hải đã từng kể lại trên Tuổi Trẻ rằng, trên vỏ chai bia Hoàng Sa có một tấm bảng là lệnh của vua Gia Long sai thủy quân và đội Hoàng Sa đi thuyền ra để thăm dò, đo đạc thủy trình Hoàng Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hòn đảo này từ xa xưa. Cả chữ viết này là chữ Nôm. Một nét độc đáo khác trên chai bia đó là hình ảnh con tàu HQ-505 trong trận chiến năm 1988 khi trúng đạn sắp chìm. Khi đó, các chiến sĩ Việt Nam đã dũng cảm lao lên bãi cạn đảo Cô Linh, giữ được hòn đảo cho Tổ quốc. Theo thông tin trên trang cá nhân của ông Trần Song Hải, giá bán lẻ là 395.000 đồng trên một thùng 24 lon tại phía Nam, giá bán tại miền Trung, miền Bắc thì tính thêm phí vận chuyển. Giá bán thùng 24 chai Hoàng Sa Special và Trường Sa Special là 935.000 đồng trên một thùng. Hiện tại thì loại bia này cũng được bán trên ứng dụng GrabFood. Dưới bài viết về loại bia mang tên biển đảo này hay trên trang cá nhân của ông Trần Song Hải thì cũng có thể nhận thấy được sự nồng nhiệt của người Việt. Ví dụ, một người bình luận nêu rõ, mình đã được uống 3 lần, mỗi lần một vị. Vị rất ngon, đặc biệt, bia này chưa có nhiều ngoài thị trường vì hiện tại chỉ sản xuất đủ số lượng đã đặt trước. Dịp Tết 2021 vừa qua, hãng đã chỉ sản xuất được 2.500 thùng, trong khi đó lượng đặt hàng lên tới 3.000 thùng. Ông Hải cho biết, nhiều nhà phân phối ở một số quốc gia đã đàm phán để đưa bia này ra nước ngoài, kể cả đưa sang Hồng Kông, Trung Quốc. Đó cũng chính là mong muốn của ông Hải, lan tỏa cái tên Trường Sa, Hoàng Sa ra nước ngoài để tăng cường nhận thức về chủ quyền của Việt Nam. Được biết, đầu năm 2019, ông Hải từng cho ra đời một loại bia mang tên là B49, viết lái đi từ tên của bãi Tư Chính, một rạn san hô trên thềm lục địa của Việt Nam, nơi mà Việt Nam có nhà giàn DK1 đương đầu với mọi thử thách. Cái tên xuất phát từ việc thời điểm đó, các tàu nước ngoài dữ dội quấy phá công tác khoan thăm dò dầu khí mà Việt Nam đang tiến hành hợp pháp trên biển. Ông Trần Song Hải năm ấy có cơ hội đón đoàn thủy thủ tàu sân bay của Mỹ đến thăm Việt Nam. Ông đã mang loại bia này ra mời. Họ thắc mắc, hỏi sao không phải là B-52 mà B-49? Thì ông Hải trả lời, B-52 là nợ máu với nhân dân Việt Nam nên tôi không thể đặt tên đó. Mà B-49 là viết tắt của bãi Tư Chính là của Việt Nam. Sau giảm giá gần 300 triệu đồng, đại lý VinFast đã xả hết xe Chevrolet hàng tồn ở Việt Nam. Nhân viên tư vấn bán hàng thông báo, phía nhà phân phối đã ngừng nhập khẩu ô tô Chevrolet. Sau nhiều đợt giảm giá mạnh tay năm 2020, đại lý VinFast Chevrolet trên toàn quốc đồng loạt thông báo hết hàng đối với mẫu xe Trailblazer và Colorado. Một tư vấn bán hàng cho biết,
phía nhà phân phối đã ngừng nhập khẩu ô tô Chevrolet từ rất lâu và không có ý định đưa thêm sản phẩm mới về Việt Nam. Như vậy, người tiêu dùng Việt Nam không thể tiếp tục mua xe mới chính hãng của Chevrolet mà phải tìm đến thị trường xe cũ hoặc các đại lý nhập khẩu tư nhân. Hiện tại, website chính thức của Chevrolet Việt Nam, chevrolet.com.vn không thể truy cập và website mới của VinFast không còn chứa thư mục ô tô Chevrolet như trước đây. Fanpage Chevrolet dành cho thị trường Việt Nam thì đã ngừng đăng tải bài viết mới từ tháng 11 năm 2019 và báo cáo VAMA dừng thống kê doanh số của hãng xe Mỹ từ tháng 2 năm 2020. Hồi tháng 12 năm 2020, Chevrolet Trailblazer được giới tư vấn bán hàng chào bán với mức giá 780-809 triệu đồng cho phiên bản LTZ, thấp hơn gần 300 triệu đồng so với giá niêm yết là 1,66 tỷ đồng, ưu đãi áp dụng cho lô xe sản xuất năm 2019. Trong khi đó, hồi tháng 3 năm 2020, mẫu xe bán tải Colorado cũng được các đại lý đồng loạt chào bán với mức giá 558,9 triệu đồng đến 665,1 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết mà hãng công bố. Phía đại lý từ lâu đã bán xe Chevrolet với giá thấp hơn giá niêm yết do không còn nhiều sức cạnh tranh với đối thủ đồng hạng. Với sức mua thấp, GM, hãng mẹ của Chevrolet đã mất dần vị thế ở Đông Nam Á, dẫn tới hậu quả là phải đóng cửa nhà máy Thái Lan hồi đầu năm nay. Thời điểm đó, phía VinFast khẳng định vẫn tiếp tục phân phối hai dòng xe Trailblazer và Colorado, nhưng không đề cập việc sẽ nhập khẩu xe Chevrolet từ quốc gia nào. Viettel tham gia vào chuỗi cung ứng ngành hàng không vũ trụ toàn cầu. Công ty thông tin M3, một thành viên của tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội, vừa chính thức trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên tham gia vào chuỗi cung ứng của ngành hàng không vũ trụ toàn cầu, theo thông báo của tập đoàn vũ trụ Magic. Theo đó, công ty thông tin M3 sẽ là đơn vị cung ứng vật tư, linh kiện và thiết bị cho tập đoàn hàng không vũ trụ Magic. Đây là tập đoàn chuyên nghiên cứu, thiết kế, phát triển, chế tạo và tích hợp các sản phẩm trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng và năng lượng có trụ sở chính tại Anh Quốc. Với mục tiêu là nòng cốt xây dựng tổ hợp công nghệ cao, Viettel và các đơn vị nghiên cứu sản xuất trong tập đoàn thúc đẩy đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đáp ứng việc nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm theo chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Là công ty cơ khí chính xác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và công nghiệp quốc phòng, công ty thông tin M3 đã xây dựng hệ thống đạt chứng chỉ quản lý chất lượng quốc tế AS9100D trong lĩnh vực hàng không vũ trụ năm 2019. Để được Magic chấp thuận là đơn vị cung ứng, M3 đã xây dựng quy trình công nghệ, chế thử, xây dựng các bài đo để đo kiểm và thử nghiệm các sản phẩm mẫu FAI, công đoạn kiểm chứng thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo và phương pháp thực hiện. Đây là một bước khó khăn nhất vì tất cả các sản phẩm đều yêu cầu rất khắt khe về nguồn gốc vật liệu, dung sai, chất lượng xử lý bề mặt. Chuyên gia người Mỹ Rick Parker của tập đoàn Magic, người từng đến Viettel giúp các kỹ sư hoàn thiện kỹ thuật công nghệ, chia sẻ rằng chứng nhận AS9100D khẳng định được năng lực cung ứng sản xuất của M3. Chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn M3 để trong tương lai, doanh nghiệp này có thể trở thành nhà cung cấp hàng đầu của Magic. Xác định nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao là một trong bốn trụ phát triển, Viettel tiếp tục hợp tác với các tập đoàn công nghệ trên thế giới, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao. Vườn gen gần 1 ha trong tổ hợp bất động sản của ông Đặng Lê Nguyên Vũ khai trương, xây theo kiến trúc chữa lành, thân tâm trí, thu vé vào cổng bằng cây. Cùng với Bảo tàng Thế giới Cà phê, Vườn gen, Gen Con là một trong số các hạng mục đã hoàn thành thuộc dự án bất động sản đầu tay của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã công bố mở bán dự án thành phố Cà phê, dự án đánh dấu bước chân đầu tiên của Trung Nguyên trong lĩnh vực bất động sản. Khác với các dự án đô thị cùng thời, thành phố Cà phê chú trọng vào xây dựng tiện ích dành cho cư dân trước tiên thay vì tập trung vào nhà ở như nhiều dự án khác. Cùng với Bảo tàng Thế giới Cà phê, một trong những công trình kiến trúc độc đáo, tiêu biểu đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ ngày 23 tháng 1 năm 2021, đó chính là Gen Garden. Theo mô tả từ phía Trung Nguyên, Gen Garden là cánh cửa giúp cộng đồng cư dân thành phố Cà phê có thể trải nghiệm về liệu pháp chữa lành thân tâm trí bằng nghệ thuật làm vườn. Với quy mô hơn 9.000 m², tất cả các loại cây được lựa chọn trồng trong vườn Gen đều là những loại cây bản địa mang dược tính chữa lành phổ biến trong đời sống. Vườn Gen được chia làm hai phân khu với ý nghĩa khác nhau. Vườn nhiệt đới tập trung chủ yếu các loại cây thuộc vùng nhiệt đới nóng ẩm. Các loại dược liệu chữa lành như kim ngân, hương thảo, mã đề, cỏ lan chi có tác dụng thanh lọc không khí, chống ô nhiễm. Còn khu vườn thiền với những loại cây tiêu biểu trong văn hóa và tâm thức người Việt Nam như trúc, đa, đề, tre, biểu trưng cho khát vọng, các đức tính của dân tộc như sự chính trực,
kiên cường với khí phách của các bậc hiền nhân quân tử. Dựa trên triết lý kiến trúc chữa lành, địa thế không gian của vườn gen tại thành phố Cà Phê được tuân thủ, tôn trọng nguyên vẹn địa thế tự nhiên. Các khoảng không gian mở, lối đi hẹp, quanh co hay cả vườn đá đều mang ý nghĩa sâu sắc, giúp cho khách tham quan có thể trải nghiệm về từng giai đoạn của cuộc đời mình. Có lúc rộng mở, có lúc quanh co hẹp lối, có lúc lại gặp nhiều chông gai khúc khuỷu, nhưng đến cuối con đường ấy sẽ là sự bình an, hạnh phúc khi tất cả đã đi qua. Đây cũng là ý nghĩa của sự tỉnh thức mà Trung Nguyên Legend muốn gửi gắm tới cộng đồng. Trong tuần đầu tiên khai trương, vườn gen đã gây bất ngờ với cộng đồng khách du lịch bằng cách bán vé bằng cây. Theo đó, những người tham quan chỉ cần mang theo một cây trồng cao khoảng 80cm, thuộc một số loại cây đã được chỉ định sẵn như cam, chanh, cà phê, điều, sầu riêng, mắc ca và còn nguyên trong bầu để cây tiếp tục sống sau đó. Cách làm này có phần nào đó chứng tỏ được Trung Nguyên Legend chỉ thu vé với mục đích tồn tại, phát triển thêm vườn gen chứ không phải là mục đích kinh doanh. Được biết, với mật độ xây dựng chỉ 27% diện tích cây xanh, mặt nước chiếm tới hơn 50%, thành phố Cà Phê sẽ là đô thị có mật độ xây dựng thấp nhất Việt Nam. Trong tương lai, điểm nhấn của dự án tập trung vào việc tạo dựng nên những công trình tiêu biểu đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm thu hút đầu tư và khách du lịch. Kiến trúc chữa lành. Kiến trúc chữa lành Healthy Architecture là một trường phái kiến trúc rất phổ biến tại các quốc gia phát triển bậc nhất như Nhật Bản, Hoa Kỳ. Một trong những tiêu chí quan trọng của kiến trúc chữa lành đó là tập trung vào thiết kế các không gian kiến trúc để thúc đẩy quá trình phục hồi, bảo vệ sức khỏe nhằm mục đích loại bỏ sự căng thẳng từ môi trường như tiếng ồn, chất lượng không khí kém, đem đến sự thăng hoa, sáng tạo vì sự phát triển khỏe mạnh và giàu có của thân tâm trí của con người. Một trong những tiêu chí quan trọng của kiến trúc chữa lành chính là không gian cần được kết nối, hài hòa với tự nhiên trong việc sử dụng chất liệu để xây dựng nhằm kết nối cảm xúc của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng khi sống, làm việc và hoạt động trong không gian ấy. Các kiến trúc sư cần chọn những loại cây cỏ mang dược tính chữa lành để trồng. Việc chọn chất liệu nào để sử dụng cho thân thiện với môi trường, bền vững với thời gian cần được quan tâm đặc biệt. Và cả những yếu tố môi trường như gió, hơi nước, ánh sáng, sự thay đổi của thời tiết bốn mùa cũng cần được hiểu rõ để không gian ấy thực sự trở thành không gian trị liệu, phục hồi và bảo vệ sức khỏe. Chuyện kín sau quy định Apple sản xuất iPad MacBook ở Việt Nam. Những tập đoàn lớn của nước ngoài lựa chọn Việt Nam làm bến đỗ mới không còn là chuyện xa vời mà là rất thực tế. Việc cần làm lúc này là phải tham gia vào phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn nữa. Dồn dập tin tức đại bàng tới. Những ngày cuối năm 2020, thông tin Foxconn, nhà cung cấp của Apple, đang chuyển một phần dây chuyền sản xuất máy tính bảng iPad và máy tính xách tay MacBook đến Việt Nam theo yêu cầu của Apple được đưa ra khiến cho nhiều người háo hức. Trước đó, Apple cũng đã lựa chọn Việt Nam để sản xuất tai nghe không dây. Những nhà cung cấp khác của Apple như Lustre, Pegatron cũng đã đưa ra những bản kế hoạch tăng cường mở rộng đầu tư ở Việt Nam với quy mô lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Trên thực tế, mô hình hoạt động của Apple không giống như Samsung. Apple không trực tiếp quản lý bất kỳ một nhà máy sản xuất nào, mà thay vào đó, Apple hợp tác với các nhà cung ứng trên toàn thế giới để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm của Apple. Các nhà cung ứng ấy được gọi với cái tên là OEM, Original Equipment Manufacturer. Do đó, việc những nhà cung ứng của Apple tăng cường hoạt động đầu tư ở Việt Nam có vai trò chủ yếu đến từ yêu cầu của Apple. Trước khi dịch chuyển đầu tư, các lãnh đạo cấp cao của Apple đã có nhiều lần làm việc và khảo sát Việt Nam để quyết định việc sản xuất lắp ráp sản phẩm của đại gia này. Cũng như nhiều nhà đầu tư khác, điều kiện đầu tiên được Apple đưa ra đối với cơ quan hữu trách của Việt Nam liên quan đến các thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục hải quan, quy định kiểm tra chất lượng đối với hàng nhập khẩu. Apple lấy dẫn chứng để làm thủ tục cho hơn 10 lô hàng trong một ngày thì chuỗi cung ứng phải chuẩn bị hơn 2.000 trang tài liệu, dành 15 đến 20 giờ mỗi ngày để chuẩn bị các hồ sơ xin kiểm tra chất lượng và các tài liệu cần thiết khác. Ngoài Apple, nhiều đại bàng khác đến từ Nhật, Mỹ cũng đã lên kế hoạch lựa chọn Việt Nam là điểm đầu tư. Những cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và việc Việt Nam đón nhận dòng vốn lên đến nhiều tỷ đô la Mỹ là việc hiện hữu chứ không phải là điều mơ hồ. Ngay trong tháng 1 2021, nhiều nhà đầu tư đã xông đất nước ta bằng những khoản đầu tư lớn. Chẳng hạn như dự án nhà máy Cardinal Material Việt Nam, Singapore, vốn đầu tư đăng ký là 270 triệu đô la Mỹ với mục tiêu sản xuất, gia công máy tính bảng và máy tính xách tay tại tỉnh Bắc Giang, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 15 tháng 1 năm 2021. Dự án công nghệ tế bào quang điện GHPV Việt Nam, Trung Quốc, vốn đầu tư là 210 triệu đô la Mỹ với mục tiêu sản xuất tấm tế bào quang điện tại tỉnh Bắc Giang, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 15 tháng 1 2021.
Dự án nhà máy vật liệu bán dẫn United States Enterprise của Mỹ, tổng vốn đầu tư là 110 triệu đô la Mỹ với mục tiêu là sản xuất các chi tiết cho máy móc thiết bị sản xuất trong ngành công nghiệp bán dẫn điện tử tại thành phố Đà Nẵng, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 19 tháng 1 năm 2021. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài cho rằng Mỹ, Nhật Bản đang khuyến khích dịch chuyển nhà máy về nước hay sang nước thứ ba. Rõ ràng rằng, trước những biến động của kinh tế toàn cầu, để không làm đứt gãy chuỗi sản xuất của chính mình thì họ phải có chính sách không để trứng vào một giỏ, tìm kiếm địa điểm khác an toàn hơn, và trong đó thì có Việt Nam. Một số quốc gia cạnh tranh FDI với Việt Nam như là Ấn Độ, Indonesia đang tạo ra môi trường đầu tư để mời gọi dòng vốn dịch chuyển ấy. Các nước đó có các động thái rất đỗi cụ thể như là tạo ra một quỹ đất sạch với giá cả hợp lý để đưa nhà đầu tư vào. Ông Toàn nói, khi nhà đầu tư chọn điểm đến, họ thường xem xét toàn diện các vấn đề như môi trường đầu tư, hạ tầng giao thông, vận tải, nguồn nhân lực, điện, xuất nhập khẩu, nguyên vật liệu xung quanh. Và ông Toàn cũng cho rằng đây là vấn đề Việt Nam phải chú ý hơn nữa. Nâng cao chất lượng dòng vốn. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ trong việc thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Các dự án đầu tư nước ngoài hướng đến những ngành có công nghệ cao, điển hình là các dự án sản xuất thiết bị điện tử của Samsung, LG ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng. Việt Nam đã ghi dấu trên bản đồ công nghệ thế giới với những sản phẩm điện tử made in Việt Nam, trở thành một trong những cứ điểm sản xuất hàng điện tử lớn trên thế giới. Một dòng vốn lớn tiếp tục đổ về, biến Việt Nam thực sự trở thành công xưởng hàng công nghệ của thế giới. Tuy nhiên thì cũng phải nhìn nhận thực tế rằng nước ta vẫn chỉ đón nhận các dự án ở khâu có giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đó là lắp ráp, tận dụng nguồn nhân lực giá rẻ. Những khâu đòi hỏi về giá trị gia tăng cao hơn thì Việt Nam vẫn chưa làm được. Mức độ lan tỏa của dòng vốn đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp trong nước thì vẫn còn khiêm tốn. Doanh nghiệp nội vẫn còn chật vật để chen chân vào làm nhà cung ứng cho các doanh nghiệp FDI. Khi đến Việt Nam, các doanh nghiệp FDI thường mang theo các vệ tinh của mình. Trong khi đó, doanh nghiệp nội còn nhỏ bé về mặt quy mô và năng lực cạnh tranh nên phải chấp nhận thua thiệt về đủ đường. Đó cũng là điều phải khắc phục trong giai đoạn thu hút FDI tới đây với sự xuất hiện của một làn sóng FDI mới. Nếu không, Việt Nam cũng chỉ là bãi đỗ tạm thời của những đại bàng, thiếu đi động lực phát triển ổn định bền vững về sau. Ông Đặng Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia cho rằng, nếu như muốn thu hút các nhà đầu tư lớn tham gia được vào các chuỗi giá trị gia tăng cao, thì chúng ta phải giải quyết được các điểm nghẽn về chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng. Xét cho đến cùng, các nhà đầu tư khi muốn chuyển đổi chuỗi cung ứng, họ sẽ nhìn vào các yếu tố nền tảng của một quốc gia để xây dựng chuỗi đó. Nếu các yếu tố nền tảng đó không đáp ứng được thì chúng ta chỉ thu hút được các nhà đầu tư tận dụng những khâu có giá trị gia tăng thấp, rất khó thu hút được các nhà đầu tư vào những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và công nghệ hiện đại. Lương Bằng, theo VNN, Vietnam Finance, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Bắt tay đầu tư trạm sạc xe điện trên khắp cả nước, VinFast có thể học được gì từ Tesla? Ngày nay, rất nhiều hãng ô tô đang phát triển các dòng xe điện nhằm đáp ứng được các tiêu chuẩn từ nhiều tổ chức chính phủ về việc bảo vệ môi trường. Nhu cầu về xe điện ngày càng lớn thì nhu cầu về các trạm sạc cũng lớn không kém. Chúng sẽ là nguồn tiếp nhiên liệu cho những chiếc ô tô này trong những chặng đường dài. Tầm quan trọng của các trạm sạc cũng lớn không kém gì các cây xăng đối với những chiếc xe truyền thống hiện nay. Do đó, song song với việc sản xuất ô tô chạy điện, các trạm sạc cũng cần được chuẩn bị và lắp đặt một cách rất kỳ công. Tesla, công ty đi tiên phong về lĩnh vực xe điện, đã thực hiện lộ trình xây dựng những trạm sạc tại nhiều địa điểm không chỉ tại Mỹ mà còn trên toàn thế giới, xứng đáng để các công ty khác noi theo. Tại Việt Nam, hiện hãng xe VinFast đã bắt đầu chiến lược xây dựng các cây sạc riêng nhằm hỗ trợ không chỉ ô tô mà còn cả xe máy điện của hãng. Giống như Tesla, việc làm này sẽ giúp VinFast không chỉ thu được lợi nhuận từ việc sạc điện cho các xe, mà số lượng xe của hãng bán ra nhiều khả năng sẽ tăng cao nhờ vào sự tiện lợi cho khách hàng mà các cây sạc này mang lại. Hãng xe thuộc tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mới đây đã phát đi thông báo kêu gọi đối tác có mặt bằng phù hợp cùng đầu tư hạ tầng trạm sạc xe điện rộng khắp trên toàn quốc với mạng lưới dự kiến gồm 2.000 trạm sạc với hơn 40.000 trụ sạc pin. VinFast cho biết các trạm sạc sẽ phát triển theo tiêu chuẩn của châu Âu, trạm sạc vận hành tự động và có thể đặt ở bất kỳ khu vực đổ xe nào mà không làm thay đổi công năng mặt bằng khu vực đổ xe. Ngay từ khi bắt đầu sản xuất xe điện, các trạm sạc đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của Tesla. Họ đã xây dựng mạng lưới của mình ngay từ khi bắt đầu phát triển một trong những chiếc ô tô chạy điện đầu tiên, Model S. Trái với phương thức tiếp cận của nhiều hãng xe khác là chỉ tập trung vào việc phát triển tính năng, Tesla đã chủ động đem lại tiện ích lớn hơn nhiều cho những khách hàng của mình. Nissan là một ví dụ điển hình. Với chiếc Leaf có giá cả tương đối phải chăng cùng nhiều tính năng mới mẻ,
hãng này đã sớm dẫn đầu thị trường xe điện và Nissan Leaf cũng là ô tô điện bán chạy nhất trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014. Mặc dù vậy, Nissan không xây dựng cho người dùng một mạng lưới các trạm sạc nhanh mà phụ thuộc vào bên thứ ba, đem lại khá nhiều phiền toái cho khách hàng. Nhận thấy điều này, từ năm 2012, Tesla đã bắt đầu giới thiệu 6 trạm sạc nhanh mang tên Tesla Superchargers. Tesla khởi đầu với các cây sạc Superchargers tiêu chuẩn V1 và V2 có công suất 150 kW. Với công suất như vậy, người dùng mất khoảng 20 phút để sạc đến 50%, 40 phút để sạc đến 80% và 75 phút để sạc đến 100% đối với xe Tesla Model S. Tới tháng 9 năm 2017, Tesla đã công bố sự ra mắt của các cây sạc Superchargers đô thị. Supercharger đô thị nhỏ gọn hơn so với Supercharger tiêu chuẩn, chủ yếu được triển khai ở các khu vực thành phố lớn như bãi đậu xe và nhà để xe tại trung tâm thương mại. So với Supercharger tiêu chuẩn, Supercharger đô thị có công suất tối đa là 72 kW, tức bằng khoảng một nửa. Hiện trạm sạc sử dụng các cây sạc đô thị này mới chỉ được áp dụng tại Mỹ và sẽ được sử dụng ở nhiều địa điểm khác trong một vài năm tới. Hai năm sau, công ty tiếp tục giới thiệu cây sạc Supercharger V3 tại New York với nhiều tính năng ưu việt. Đáng kể nhất là tốc độ sạc đã được cải thiện đáng kể. Tất cả các mẫu ô tô điện do Tesla sản xuất từ Model S, X, Y đều có thể sử dụng các cây sạc này. Tính tới năm 2016, số lượng xe Tesla có thể sử dụng sạc cùng lúc trên mỗi gian hàng Supercharger trung bình vào khoảng 34 chiếc. Chi phí để xây dựng một trạm sạc vào khoảng 100.000 USD năm 2013 và tăng lên tới 270.000 USD vào năm 2015, tùy thuộc vào số lượng cây sạc được lắp đặt. Các cây sạc điện này được công ty dự kiến có tuổi đời vào khoảng 12 năm. Thời gian đầu, chưa tới 10% trong tổng số lượng điện được sử dụng để sạc cho xe ô tô tới từ các trạm sạc của Tesla. Tuy nhiên, tới năm 2019, theo số liệu Tesla cung cấp, đã có tới 72 GWh điện được sử dụng thông qua các trạm sạc của họ trên toàn thế giới. Phần lớn các trạm sạc Supercharger thuộc sở hữu của Tesla. Chỉ có một số nhỏ trạm sạc được sở hữu bởi các hãng taxi với đội xe điện được mua từ chính Tesla. Tesla cũng áp dụng chính sách khá linh hoạt với việc sử dụng các trạm sạc của mình. Các xe điện Model S và X được đặt từ Tesla trước ngày 15 tháng 1 năm 2017 sẽ được sử dụng miễn phí dịch vụ tại các trạm sạc cho tới cuối vòng đời của xe. Các xe mua từ ngày 15 tháng 1 năm 2017 tới ngày 2 tháng 11 năm 2018 thì sẽ được miễn phí khoảng 400 kWh, tương đương với khoảng 1.000 tới 1.600 dặm di chuyển. Sau khi sử dụng hết, họ sẽ phải trả một mức phí được cho là thấp hơn so với việc sử dụng xăng đối với ô tô truyền thống. Mức giá này rơi vào khoảng 0,2 đến 0,26 USD trên 1 kWh, tương đương với khoảng 6.000 đồng trên 1 kWh tại Mỹ trừ Hawaii. Cũng trong khoảng thời gian này, tối đa 5 người bạn cùng với chủ sở hữu xe điện Tesla hiện tại sẽ được miễn phí trọn đời cho việc sạc điện xe ô tô tại trạm sạc này nếu như những người này mua xe của hãng thông qua mã giới thiệu. Cuối năm 2014, có 119 trạm Tesla Supercharger tiêu chuẩn đang hoạt động tại Hoa Kỳ, 76 trạm ở châu Âu và 26 trạm ở châu Á. Tháng 3 năm 2020, Tesla đã sở hữu 1.826 trạm sạc trên toàn thế giới với 16.103 cây sạc điện, bao gồm 908 trạm ở Mỹ, 398 trạm ở khu vực châu Á và các trạm còn lại thì rải rác tại nhiều nước khác trên toàn cầu. Số lượng cây sạc của Tesla chạm mốc 20.000 vào tháng 11 năm ngoái, cho thấy độ phủ sóng cực kỳ mạnh mẽ của hãng xe điện này. Như vậy có thể thấy, thông qua việc phát triển các trạm sạc, Tesla không chỉ có thêm nguồn thu từ việc bán điện cho ô tô mà còn giúp gia tăng số lượng xe bán ra, vốn là mảng kinh doanh chính của doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao, mặc dù rất nhiều hãng phát triển xe điện, thậm chí sớm hơn Tesla, nhưng cho tới hiện tại, xe của họ có độ phủ sóng mạnh nhất trên toàn cầu. Theo autopro.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Ngành công nghiệp Việt Nam đang quá lệ thuộc vào doanh nghiệp nước ngoài. DigiTimes đưa tin, Việt Nam đang trở thành điểm sáng trong phát triển công nghiệp trong khu vực. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sự phát triển này chủ yếu tới từ khối ngoại thay vì nội lực của các công ty trong nước. Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang chảy vào Việt Nam ngày càng nhiều là tín hiệu tốt giúp phát triển hệ thống sản xuất tại địa phương. Việt Nam không chỉ sản xuất được smartphone mà còn cả xe điện trở thành điểm sáng trong khu vực Đông Nam Á. Một số công ty trong vài năm trở lại đây đã tăng cường sự hiện diện trong các lĩnh vực điện tử trở thành cái tên nổi bật. Ví dụ, hai tập đoàn BKV và Vingroup đã phát triển được smartphone, trong khi VinFast thuộc tập đoàn Vingroup bắt đầu làm cả xe điện.
một xu hướng trong tương lai của ngành xe hơi trên toàn cầu. Những thành tựu này cho thấy rõ được sự tiến bộ của ngành công nghệ nước nhà. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn đa quốc gia như Intel, Samsung hay LG. Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc UNIDO, thứ hạng cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ thế giới đã cải thiện một cách đáng kể. Trong 10 năm trở lại đây, đã tăng 16 bậc từ vị trí thứ 58 năm 2009 nhảy lên vị trí thứ 42 vào năm 2019. Tại riêng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất, tiệm cận top 4 nền kinh tế hàng đầu trong khu vực. Giai đoạn từ năm 2011 tới năm 2020, khối ngành công nghiệp Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao chưa từng có, đóng góp tới 30% GDP và trở thành mũi nhọn xuất khẩu chủ đạo của cả nước. Việt Nam nhảy từ vị trí 50 năm 2010 lên vị trí thứ 22 năm 2019 trong bảng xếp hạng các quốc gia xuất khẩu lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh hai khu vực là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có nền tảng công nghiệp lâu đời, các khu vực lân cận như Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và nhiều thành ở miền Trung Việt Nam đã trở thành trung tâm công nghiệp của cả nước, đặc biệt khu kinh tế Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi, đặc khu Nghi Sơn ở Thanh Hóa hay là Vũng Áng của Hà Tĩnh là các ví dụ điển hình. Tại miền Bắc, không thể không nhắc tới các cứ điểm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng đều là các trung tâm sản xuất của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, Apple, LG. Tận dụng lợi thế này, một số hãng Việt Nam đã làm việc với các đối tác ngoại để cải thiện kỹ thuật sản xuất của mình. Dần dần, công nghệ tiến bộ được chuyển hóa thành những sản phẩm mang thương hiệu Việt. Trong khi đó thì có những doanh nghiệp lại áp dụng chuyển đổi số để cải thiện chất lượng sản phẩm nhưng không làm gia tăng chi phí quá nhiều. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cảnh báo hoạt động sản xuất tại Việt Nam đã bắt đầu đi vào giai đoạn giá trị thặng dư không còn dồi dào. Một số vấn đề khác phải đối mặt là thiếu hụt tính liên kết giữa các ngành công nghiệp, đe dọa tới mô hình phát triển bền vững lâu dài. Bên cạnh đó là sản xuất công nghiệp lẫn xuất khẩu đều lệ thuộc nặng nề vào khối ngoại. Ước tính các doanh nghiệp có dòng vốn đầu tư nước ngoài chiếm tới 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, sự phát triển của ngành công nghiệp Việt rõ ràng là đang bị các khối ngoại kiểm soát. Các quan sát viên lưu ý rằng chính phủ cần phải tập trung nhiều hơn vào việc tái cơ cấu và nâng cấp ngành công nghiệp, thúc đẩy các công ty lớn trong nước và các lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là khu vực công nghệ cao, từ đó hướng tới bắt kịp khối ngoại. Tham khảo DigiTimes, ABTS Men, VN Review, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Ngô Thanh Vân chi tiền tỷ tậu xe VinFast President. Hôm nay, ngày 26 tháng 2, nữ đạo diễn, diễn viên Ngô Thanh Vân đã chính thức nhận bàn giao chiếc VinFast President tại một showroom tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, President là chiếc SUV hạng sang đắt nhất của VinFast, xe có giá niêm yết là 4,6 tỷ đồng. Chiếc VinFast President mà Ngô Thanh Vân vừa tậu là một mẫu SUV cỡ lớn với thiết kế khá tương đồng với Lux SA 2.0. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt theo giao diện kim cương. Xe có hốc gió cỡ lớn trên nắp capo và có tới 18 tùy chọn về màu sơn ngoại thất. Phần đuôi xe mang lại cảm giác hầm hố với cùng ống xả kép. Về nội thất, cabin President gây chú ý với ghế ngồi có tính năng sưởi, thông gió và massage tiện lợi. Hàng ghế 2 có khoảng để chân rộng rãi, tăng thêm 20cm so với mẫu Lux SA 2.0. Cửa sổ trời thì cũng được trang bị trên xe. VinFast President sử dụng động cơ V8 6.2 lít, tạo ra công suất 420 mã lực và mô men xoắn 624 Nm, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Khả năng tăng tốc của xe từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 6,8 giây và vận tốc tối đa mà đạt được là 300 km/h. Như vậy, đến nay, Ngô Thanh Vân đã sở hữu tới 2 mẫu SUV của VinFast là Lux SA 2.0 và President. Trước đó, trong khuôn khổ triển lãm VNS 2019, đại nữ đã được VinFast trao một chiếc xe Lux SA 2.0 bản cao cấp màu cam. Tại thời điểm đó, chiếc xe có giá 1,814 tỷ đồng. Theo thể thao 247.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. 9 ngân hàng Việt lọt top 500 ngân hàng đắt giá nhất hành tinh. Agribank đứng đầu bảng thị trường Việt Nam bỏ xa Vietinbank, VPBank, BIDV. Ngành ngân hàng của Việt Nam có mức tăng trưởng giá trị thương hiệu theo năm lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào trong bảng xếp hạng. Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu trên thế giới Brand Finance nhận định như vậy. Trong 9 cái tên Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng top 500 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất hành tinh, thì Agribank đứng đầu, thứ hạng 173/500. Theo Brand Finance, 9 ngân hàng Việt lọt vào top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu đắt nhất hành tinh với giá trị thương hiệu tăng 23%. Bảng xếp hạng top 500 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất hành tinh năm 2021 của Brand Finance đã xướng tên Agribank, Vietinbank, Vietcombank, VPBank, ACB, BIDV, Techcombank, MBBank và Sacombank.
Trong đó, tại thị trường Việt Nam thì Agribank được xếp đầu bảng với thứ hạng 173 trên 500, tăng 17 bậc so với năm 2020. Vietcombank xếp ở thứ 180, tăng 27 bậc. Các thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về Vietinbank thứ 216, VPBank thứ 243, BIDV thứ 246, Techcombank thứ 279, MBBank thứ 374, Sacombank thứ 392 và ACB thứ 397. Báo cáo của Brand Finance nhận định rằng ngành ngân hàng của Việt Nam có mức tăng trưởng giá trị thương hiệu theo năm lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào trong bảng xếp hạng. Trong 10 ngân hàng có giá trị thương hiệu tăng mạnh nhất theo năm thì Vietinbank được xếp hạng tăng trưởng mạnh thứ 5 với mức tăng trưởng giá trị thương hiệu đạt 55,8% so với năm 2020. Các thương hiệu được lựa chọn và đánh giá xếp hạng dựa trên các tiêu chí về thị phần, tốc độ tăng trưởng về quy mô tài sản, năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động cũng như uy tín thương hiệu. Một vài thông tin về Brand Finance. Brand Finance là công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu trên thế giới, được thành lập vào năm 1996 tại London, Vương quốc Anh. Với kinh nghiệm và chuyên môn cao trong việc đánh giá thương hiệu, Brand Finance đánh giá hơn 5.000 thương hiệu hàng đầu trên thế giới với việc công bố hơn 100 báo cáo trên hàng năm. Ông Trịnh Văn Quyết muốn Bamboo Airways chiêu khách số 1 Việt Nam. Chủ tịch của Bamboo Airways, ông Trịnh Văn Quyết, cho biết ông thường sử dụng mạng xã hội để nắm bắt liên tục phản hồi hàng ngày của khách hàng. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị khán thính giả phần phỏng vấn giữa VN Express và ông Trịnh Văn Quyết. Thưa ông, có nhiều người đồn đại về câu chuyện một nhân viên bị kỷ luật vì đã không cười với khách. Thực hư câu chuyện này là thế nào ạ? Ông Trịnh Văn Quyết trả lời: như tôi đã khẳng định nhiều lần, Bamboo Airways luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Chúng tôi khởi động chiến dịch đạt tiêu chuẩn 5 sao với quyết tâm ở mức độ cao nhất. Hai trong những mục tiêu cần đạt được trước tiên trên lộ trình dài hạn là hãng không có dịch vụ tiếp viên 5 sao và hãng không có phòng chờ thương gia 5 sao. Chúng tôi lấy 5 sao quốc tế làm tiêu chuẩn, nhưng mục tiêu chiến lược là phải làm tốt hơn cả tiêu chuẩn đó. Dựa trên nguyên tắc là cái gì pháp luật không cấm, ngành không cấm mà lại tốt cho khách hàng thì mình làm. Còn chuyện tiếp viên không tươi cười với khách, bị phản ánh và kỷ luật, đình chỉ bay 3 tháng là có thật, nhưng không phải cứ nghe phản ánh là kỷ luật. Quá trình kiểm tra phản ánh của khách hàng tại hãng phải tuân theo quy trình chuẩn chỉnh, có đủ bằng chứng. Các bộ phận liên quan tìm hiểu về nguyên nhân vì sao tiếp viên không tươi cười với khách và nếu không có lý do chính đáng thì người đó sẽ bị kỷ luật. Cá nhân tôi vẫn thường sử dụng mạng xã hội để nắm bắt liên tục phản hồi hàng ngày của hành khách. Vâng, để đạt được 5 sao như điều ông nói thì đội ngũ nhân viên cần phải đáp ứng yêu cầu gì thưa ông? Ông Trịnh Văn Quyết trả lời: điều đáng mừng nhất là sau gần 3 năm cất cánh, tinh thần hiếu khách của Bamboo Airways đã lan tỏa tới tất cả thành viên của hãng, đã ăn vào máu của mỗi người. Có ai bắt tiếp viên phải cõng hành khách đâu, nhưng các bạn ấy vẫn cõng khách bị thương tật. Không ai buộc các bạn ấy phải bế con cho khách, nhưng khi cần kíp thì các bạn ấy vẫn làm. Tôi tin rằng hai danh hiệu hãng không có dịch vụ tốt nhất và hãng không khu vực hàng đầu châu Á, Bamboo Airways nhận được năm 2020 là phần thưởng xứng đáng nhất cho những người đã tận tâm phục vụ từng trái tim. Nhưng cam kết về dịch vụ này có gì thay đổi trong bối cảnh kinh doanh ngành hàng không gặp khó khăn không thưa ông? Ông Trịnh Văn Quyết trả lời: năm 2020, dù là trong bối cảnh có rất nhiều thử thách, Bamboo Airways vẫn là hãng không hiếm hoi trên thế giới làm ăn có lãi. Nhưng kể cả dù chưa lãi thì mục tiêu của chất lượng dịch vụ 5 sao cũng không bao giờ thay đổi. Hàng không là lĩnh vực đầy tâm huyết của chúng tôi, nên chúng tôi nghĩ hãy cứ làm ăn thật chuẩn chỉnh, chất lượng, rồi trên cơ sở ấy mới dần dần hướng tới sinh lời. Vâng, dịch bệnh đã ảnh hưởng cụ thể như thế nào đến chỉ số kinh doanh của Bamboo Airways? Ông Trịnh Văn Quyết trả lời: trên thực tế, năm 2020 lại là năm mà các chỉ số của Bamboo Airways tốt hơn so với năm 2019. Bamboo Airways ghi nhận lãi trước thuế 400 tỷ đồng, tăng hơn 30%. Chúng tôi khai thác vượt 40,8% công suất so với cùng kỳ năm trước đó và duy trì tỷ lệ đúng giờ dẫn đầu toàn ngành. So với năm 2019, số lượng phi công và tiếp viên vẫn tăng tới 20%, trong khi tổng số nhân sự tăng 17%. Các dự báo hay tiên đoán về triển vọng ngành có thể biến thiên theo mỗi góc nhìn. Còn riêng đối với Bamboo Airways thì chúng tôi vẫn vững vàng ngay trong năm mất mát nhất lịch sử của ngành hàng không, thì không có lý do gì để bi quan thêm trước về mặt tương lai. Một khi đã chạm đáy rồi thì chỉ còn hướng đi lên thôi. Sáng ngày 27 Tết, Bamboo đón chiếc máy bay A321neo ACF mới xuất xưởng. Chúng tôi là hãng không hiếm hoi trên thế giới vẫn tiếp nhận thêm máy bay ở thời điểm này,
sẽ còn nhận thêm máy bay A321, A320neo và phản lực Embraer trong hai quý đầu năm 2021, phục vụ cho kế hoạch tăng tốc trong năm 2021, tiến sát mục tiêu 30% thị phần nội địa và chuẩn bị bay quốc tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Vậy mục tiêu kinh doanh thay đổi như thế nào để thích ứng được với dịch bệnh thưa ông? Ông Trịnh Văn Quyết trả lời, thời điểm này Bamboo Airways thực hiện 3-0, đó là không thay đổi mục tiêu thị phần, không nản lòng trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và cuối cùng thứ 3 là không e ngại cạnh tranh. Tính đến đầu năm 2021, chúng tôi đạt khoảng 20% thị phần nội địa, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Tôi tin mục tiêu 30% thị phần vào năm 2021 là khả năng có trong tầm tay. Khủng hoảng dịch bệnh đã cuốn sạch đi thành tựu phát triển của ngành hàng không nói chung trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, chính hoàn cảnh này đã giúp tôi luyện cho người của Bamboo một tinh thần không sợ việc khó, dám làm việc khó. Cá nhân tôi thấy, dịch bệnh cũng chính là một cơ hội để chuẩn bị, chuẩn chỉnh lại mọi mục tiêu và kế hoạch. Chỗ nào còn yếu kém thì cần phải khắc phục, mọi cái đều phải bài bản hơn trước. Bamboo Airways có 29 máy bay đều đang hoạt động, tăng trưởng chưa khi nào giảm so với cùng kỳ, vẫn còn đang có xu thế đi lên. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị kỹ hạ tầng để bay quốc tế, slot đẹp để bay Mỹ, Nhật và Úc. Vâng, thị trường thu hẹp trong khi các đối thủ cũng khó khăn tung ra nhiều gói sản phẩm để thu hút khách hàng. Bamboo Airways sẽ làm gì trong bối cảnh này thưa ông? Ông Trịnh Văn Quyết trả lời, Bamboo Airways có một lợi thế hiện không có hãng hàng không nào có, đó chính là hệ sinh thái từ tập đoàn mẹ là FLC. Một loạt các sản phẩm mới mang tính thời cuộc của Bamboo đã thành công trong năm 2020 như sản phẩm chọn gói bay, nghỉ dưỡng, golf 5 sao. Năm 2020, chúng tôi đã nâng cấp toàn diện các combo này ở cả quy mô và chất lượng. Chúng tôi cũng hợp tác với nhiều đối tác lớn cùng có chung tầm nhìn. Mới đây nhất, Insider Stop công nghệ hàng đầu trên thế giới đã ghi danh Bamboo Airways vào danh sách khách hàng cùng với hơn 800 khách hàng trên toàn thế giới. Trong đó có nhiều tên tuổi lớn như Uniqlo, Singapore Airlines, Estee Lauder, FPT Shop, Viettel Pay, VinID. Nhờ những nỗ lực chuyển đổi số của Bamboo Airways, chất lượng phục vụ sẽ còn được tiếp tục tối ưu hơn nữa dựa trên nền tảng công nghệ. Hiện tại thì Bamboo Airways đã số hóa tới hơn 80% dịch vụ, từ phân phối, bán vé, check-in tự động cho tới marketing online và các hoạt động chăm sóc khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử. Bộ máy của Bamboo Airways đã được cơ cấu một cách tinh gọn và hiệu quả, kinh nghiệm đã tích lũy dạn dày qua các đợt phòng chống dịch, con người đã được tôi luyện, hệ sản phẩm và dịch vụ đã chứng minh được vị thế vững chắc. Với người Bamboo, bước sang năm 2021 có nền tảng và sự tự tin làm hành trang. Vậy xin được hỏi, kỳ vọng của ông đối với toàn ngành hàng không trong năm 2021 là như thế nào thưa ông? Ông Trịnh Văn Quyết trả lời, theo tôi các yếu tố như vaccine phòng dịch, các gói cứu trợ của chính phủ đi vào thực tiễn, khả năng mở lại các đường bay quốc tế, hàng không được số hóa mạnh mẽ hơn sẽ là trợ lực mạnh mẽ cho đà phục hồi của toàn ngành. Điều này cũng củng cố về tâm lý của hành khách và mang lại nhiều lựa chọn hơn cho thị trường nói chung. Việc thị trường vừa có thêm hãng bay mới cũng là yếu tố tích cực cho ngành hàng không. Chúng tôi không ngại cạnh tranh vì chỉ có cạnh tranh lành mạnh thì mới có được phát triển, đem lại nhiều quyền lợi nhất cho khách hàng. Ngoài ra thì ông Trịnh Văn Quyết còn chia sẻ, với tôi, sức bật dẻo dai của hàng không còn là đòn bẩy quý báu cho cả nền kinh tế vĩ mô trong năm tới, đóng góp mạnh mẽ vào nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế song song với phòng chống dịch bệnh hiệu quả mà chính phủ đề ra. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.